You have to connect it in and you download the app from the... Years go by. You have to connect it in and you download the app from the... Download the app and you put it in and you press it one for 3 seconds and you release and you pair with the Bluetooth or internet. So now is the will update your phone, update your watch for you. Days go by, years go by, life goes by. And I go to update now. When you download the app, and then we ask you to sign in with your email, and you have to make your watch like how high you are and how weight you are, and there's a lot of that that you just fill down, okay, and. As you active tracking or habit watch, so go in that I will update for you. Các bạn muốn sử dụng cái đồng hồ điện tử, nghĩa là smartwatch mà vừa cái cổ điển và tân tiến, là nó kêu là hybrid đó, thì các bạn là download cái app vô trong cái phone của các bạn, rồi các bạn bấm cái nút giữa này nè, là khoảng 3 giây đó, là thả ra, bắt đầu là mình phe đó, mình gắn nối liền cả cái điện thoại và cái đồng hồ của các bạn. Rồi đó tự động nó sẽ update cho cái điện thoại của các bạn. Cái kiểu này thì mình thích là sao nó nhìn giống như là cái đồng hồ, nhưng mà thật ra là nó là smartphone, nó là smartwatch đó, nó có thể là nó đo được cái cái tốc độ của các bạn đi nè, rồi nó có thể là nó báo cho các bạn là email tới nè đó, rồi là nó báo là mình có thể nghe nhạc được nữa đó, mình có thể là nghe nhạc, mình có skip cái nhạc, mình đẩy, mình chọn bài hay là mình tùy mình đó, rồi mình có thể đo được bước chân mình đi về cái giấc ngủ của mình nữa đó, là nó sẽ, ví dụ mình ngủ ít thì nó sẽ báo lên là hôm nay mình ngủ quá ít, rồi hay là có thể là ngày hôm qua mình ngủ quá nhiều thì nó ghi lại để cho mình biết là mình ngủ quá nhiều hay là mình làm lười biếng này nọ đó. Thì bây giờ nó đang, bây giờ mình á phải làm cái này, là mình phải cái nó đưa lại cho mình là vô là cái 12 giờ, nó đang chỉnh là view the button below to move your hand and your watch until the match will picture view. Đây là match rồi đó. Là mình có thể đổi giờ như vậy nè đó. Đó, là mình đó, đúng y như cái bảng của nó. Rồi mình bấm cái chữ next nè đó. Đây. Và bây giờ nó ok. Nó sẽ tự động chỉnh giờ cho mình đó. Bây giờ là
nó sẽ tự động chỉnh giờ cho mình. Đó là sleep tracking nè. Sẽ tracking cho mình mọi thứ hết. Đó là cái gì? Đó, testing này, nó sẽ mình ai gọi điện thoại tới nó sẽ báo cho mình, nhưng mà chỉ có 6 thôi. Đó, rồi mình có bỏ, có thể bỏ vô những cái app như là Facebook, YouTube, Twitter hay là cái gì đó thì tùy. Rồi cái đồng hồ này á thì nó có thể là nó thay đổi giờ của thế giới. Như mình khi mình đi du lịch á, thường cái smartphone này á là nó dành cho những người mà thường đi thích đi du lịch, là đi qua những cái zone khác ở đây. Nó có những cái zone, nghĩa là nó thay đổi giờ đó các bạn. Đó là nghĩa là nó tự động nó thay đổi giờ cho mình, không cần phải bấm vô đồng hồ để mình thay đổi giờ, thì rất là tiện lợi cho những ai mà đi du lịch đó, là như vậy đó. Mình có thể giờ mình coi là cái battery nè. Battery là sao nè, customize device nè. Đó, mình có thể là mình đổi tùy theo mình đó. Rồi mình giờ trong đây mình coi, có thể mình coi trong đây cái điện thoại vô này đó, đó. Ok, cảm ơn các bạn. Mục sau là mình sẽ thu về những cái mục tiết mục khác. Xin chào các bạn. Happy New Year. An khang thịnh vượng trong năm mới Kỷ Hợi. Crab. Crab, crab, all day. Crab, crab, crab. Crab, crab, crab all day. Crab, 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 crab. Yeah.